AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Xin chào tất cả các bạn khán giả yêu quý của AFK Mobi. Hôm nay thì mình đã quay lại một tựa game thuộc cái thể loại mà có thể nói là đang hot hòn hò thời gian gần đây. Đó chính là thể loại Merge, hợp thể. Và tựa game này có tên là Merge Story. Hiện thì nó đang trong quá trình Early Access, thử nghiệm sớm. Các bạn có thể tải ở đường link mà mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Thì game hợp thể thì có lẽ là cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi vì là nó quá là dễ chơi và dễ hiểu. Chỉ cần ghép hai cái vật giống nhau thì chúng ta sẽ được một vật có giá trị hơn, thuộc cùng loại đó nhưng có giá trị lớn hơn. Trong trò này chúng ta sẽ có nhiệm vụ là khôi phục lại cái hòn đảo xinh đẹp của chúng ta. Giống như là cái hòn đảo của chúng ta đã bị nhấn chìm ấy, các tài nguyên công trình mất hết. Bây giờ chúng ta sẽ phải nhờ một vị thần, đây kiểu Aquaman nhưng mà phiên bản chàng tiên cá, để giúp chúng ta có thể khai thác được những cái kho báu đang bị chìm ở dưới biển, và từng bước là khôi phục lại cái vương quốc của chúng ta xinh đẹp như vốn dĩ. Hiện tại thì để có thể xây dựng lại các cái công trình thì game cũng đưa chúng ta cái target rất là rõ. Ví dụ mỗi công trình nó sẽ cần những cái tài nguyên khác nhau. Ví dụ như là gỗ này, mỏ neo này, hay là cái bình nước này. Đấy thì các bạn cứ theo cái hướng dẫn của game để các bạn có thể phục hồi lại các cái công trình nhá. Chúng ta sẽ có các cái thùng miễn phí trôi ở dưới biển, chúng ta có thể lấy những cái thùng đấy để có thể mở ra những item và ghép chúng lại để có được những item cao cấp hơn. Cái đấy thì có lẽ là mình sẽ không nói nhiều nữa, vì là game Merge nào thì nó cũng như vậy, rất là dễ chơi, dễ hiểu. Và thậm chí là có rất nhiều mini game. Trên afkmobi.com của chúng mình cũng có một trò tương tự tựa như thế này, cũng là nối và khôi phục xây dựng vương quốc, và đặc biệt là còn không cần tải về máy cơ. Các bạn có thể vào afkmobi.com để chơi nhá. Còn với Merge Story này thì mình thấy cái mạnh nhất của nó ấy là cái đi raid, nghĩa là đi cướp bóc các nhà khác. Nghe hơi giống Clash of Clans đúng không? Chính xác là như thế luôn. Mình thấy tựa game này là kiểu như là Clash of Clans nhưng mà phiên bản hợp thể, phiên bản game game Merge. Đấy, nghĩa là nó sẽ không phải yêu cầu chúng ta phải xây công trình rồi là luyện quân, loại quân nào khó như là Clash of Clans. Cái tính chiến thuật của nó thì thấp hơn Clash of Clans, nhưng mà về cái phần gọi là đi cướp bóc lãnh thổ thì nó y hệt chẳng khác gì. Ở đây thì các bạn có thể thấy là các bạn có những cái con dân và chúng ta sẽ trao cho nó vũ khí. Các con dân cũng có thể hợp thể lại với nhau để tạo ra một con dân cấp cao hơn. Và sau này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều loại quân nữa. Mình nghĩ là như thế, vì là trên cái thuyền của chúng ta khi mà chọn thì mình thấy có rất là nhiều slot. Và sau này thì chúng ta càng lên level cao, nó sẽ càng mở ra nhiều loại quân khác hơn, đa năng hơn. Ok, rồi chúng ta sẽ đi raid nha. Khi mà đi raid thì chúng ta sẽ được chọn vị trí để thả quân, giống hệt như là Clash of Clans đúng không? Và nào mà từng chơi cái trò đấy ngày xưa rồi thì sẽ rất là quen thôi. Cái vị trí mà chúng ta thả quân nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tiến trình cướp bóc của chúng ta. Và đương nhiên là trò này nó có một cái gợi ý là các bạn cần tài nguyên gì nhất thì các bạn hãy lao đầu vào đấy. Ví dụ như bây giờ chúng mình đang thiếu gỗ thì lao vào cái công trình nào có nhiều gỗ nhất, thả quân vào cái công trình có nhiều gỗ nhất. Hoặc là đang thiếu tiền gì, thả vào chỗ nào mà có nhiều tiền nhất để chúng ta có thể lấy tiền. Đấy thì nó hiển thị rõ là cái đảo mà chúng ta đang chiếm nó có những cái tài nguyên gì ở góc trên cùng bên trái để các bạn cân nhắc. Đấy là trong trường hợp mà chúng ta không gọi là chúng ta không chiến thắng hoàn toàn ấy, chúng ta cứ gọi là ăn chắc mặc bền, nghĩa là sẽ tấn công vào cái công trình nào mà cho chúng ta cái tài nguyên chúng ta đang cần trước. Và được còn đương nhiên là vẫn mong là sẽ toàn thắng đúng không? Thì sẽ được nhận tất cả những cái tài nguyên mà cái hòn đảo đấy chúng ta chiếm được. Ôi, giàu luôn. Có rất là nhiều đồ chúng ta đã khai thác được, cướp bóc được từ hòn đảo đó. Ví dụ là chìa khóa này, gỗ này, mỏ neo này. Và từ cái đấy chúng ta lại ghép thành những cái đồ vật mà game yêu cầu. Ví dụ đây đang cần chìa khóa vàng này, cần rất nhiều gỗ này. Đấy chúng ta hãy ghép vào và chúng ta sẽ xây được công trình, nâng cấp công trình lên. Lúc mình chơi ban đầu thì mình thấy cũng hơi bị khan. Cái khan là khan vàng các bạn, không có vàng để nâng cấp. Nên là chúng ta phải tăng cường đi cướp bóc nhá. Game thì có một số các cái lỗi hơi bị
Grass, bởi vì là nó đang là early access, nó đang là giai đoạn thử nghiệm nên là nó vẫn có hơi nhiều lỗi. Lỗi thường gặp nhất là đi raid về là nó bị đơ, xong rồi là nó lag, thế là phải thoát ra vào lại game. Thì thôi, cái đấy mình có thể thông cảm cho nhà phát hành nhá, là khi nào mà họ ra game chính thức bản hoàn chỉnh thì có lẽ là họ sẽ sửa những cái lỗi đó. Nhận xét một chút về Merc Story thì mình thấy game này nó có cái đồ họa khá là dễ nhìn, dễ thương. Cái góc nhìn thì cố định ở góc chéo từ trên xuống. Đồ vật, các cái đồ vật thì cũng được thiết kế khá là gọi là trực quan và nó dễ phân biệt được với nhau. Duy thì có cái gỗ đôi khi vẫn hơi nhầm một tí, nhưng mà không sao, khi mà các bạn nhấc cái đấy lên thì nó sẽ tự hiện ra là các bạn cần ghép đến ô nào đấy để chúng ta có thể ghép chuẩn. Những cái công trình cũng được thiết kế rất là dễ thương, đáng yêu. Đồ họa của game này cũng dạng dạng như Clash of Clans ấy, kiểu chibi tròn tròn, yêu yêu, dễ thương. Thì đồ họa không có gì để chê, mình thấy là rất là dễ nhìn, không bị chói mắt, cũng không bị sơ sài quá, cũng không bị flashy quá, không bị cầu kỳ lòe loẹt quá. Thì mình thấy như thế là ok, vừa đủ. Game này rất là mạnh ở cái khoản là đi cướp bóc, và nó có hẳn một cái bảng xếp hạng cho những ai cướp được nhiều nhất. Nó như kiểu là đi đánh rank ấy các bạn, không khác gì đi đánh rank cả. Sau này chúng ta có lẽ cũng sẽ được phát triển cái việc là để quân ở đâu ấy, các bạn hiểu không? Nghĩa là các bạn để cái con lính của các bạn ở đâu ấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc là đối thủ đến đảo của bạn cướp có cướp được cái gì không, sau đó là còn xây thành lũy nữa. Ở game này thì nó đã thoát được ra khỏi cái lối mòn nhàm chán của những cái tựa game hợp thể, nghĩa là cứ ghép xong rồi cứ nâng chơi đến một lúc nào đó sẽ chán nha. Mình phải nhấn mạnh điều đấy bởi vì là mình là một đứa rất thích chơi game kiểu như thế này, mình rất thích chơi puzzle, mình rất thích chơi kim cương, giải đố, nối, nói chung những cái trò mà nối rồi là kim cương ngọc, xong rồi mấy cái giống nhau, mình thích mấy trò lắm. Nhưng mà những cái game merch nó hay đi vào cái lối mòn đó là chơi lâu rất chán vì nó chỉ cứ quanh đi quẩn lại, ghép nhau, ghép cao lên. Thì đến một lúc ở đấy nó phải hết chứ đúng không? Sau cứ chặt cây rồi khai thác này, đến một lúc ở đấy nó sẽ chán. Nhưng mà riêng Merc Story này thì mình thấy là cái nó đã phát triển lên một cái tầm, đó là game nó phát triển thành game như kiểu game chiến thuật rồi. Nghĩa là vẫn là cơ bản thì vẫn là game hợp thể, vẫn là game merch, vẫn là game giải trí casual bình thường thôi, nhưng mà nó đã thêm rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là chiến lược chiến thuật trong cái việc là các bạn xây dựng những cái gọi là các cái địa hình như thế nào để có thể bảo vệ hòn đảo của mình này, rồi là khi mà đi xâm chiếm thì các bạn sẽ thả quân ở đâu. Đấy cũng là một trong những yếu tố chiến thuật rất là hay và giúp cho cái trải nghiệm của người chơi nó không bị nhàm chán, không chỉ quẩn lại cứ ghép rất là kiểu như là không não ấy, brainless. Mình rất ghét những cái game kiểu không não như thế. Thế nên là đây là một trò chơi mà tuổi nào cũng chơi được này, từ bé có khi 3-4 tuổi chơi được rồi, nhiều tuổi cũng chơi được tuốt, và nếu nó không kén độ tuổi người chơi, rất là dễ chơi, dễ trúng thưởng, dễ hiểu. Nhưng mà nó lại có cái phần bên chiến thuật cũng khá là mạnh, yêu cầu người ta cũng phải động não và xây dựng cho hợp lý. Ok, như vậy là mình đã vừa mới cùng các bạn chơi thử qua một chút ở phần mở đầu của Merc Story. Link tải game thì mình sẽ để dưới phần mô tả dưới video nhé. Các bạn hãy tải game về và chơi, và mình chắc chắn là tựa game này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi.